Thực vị những hình ảnh lộn xộn tại các kênh rạch của bến Bình Đông sẽ được thay đổi khi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chi đến gần 13.800 tỷ đồng để cải tạo và di rời các hộ dân sinh sống tại đây và cải tạo kênh rạch để trả lại vẻ đẹp thơ mộng cho những dòng sông. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng phê duyệt kinh phí lên tới 3.507 tỷ đồng để xây dựng cầu Bình Tiên nối quận 6, quận 8 và Bình Chánh. Ghi nhận của phóng viên FBC. Đây là những hình ảnh ghi lại dọc theo kênh đôi phía quận 8. Khu vực này vẫn còn nhiều hộ dân sống ven các kênh rạch. Theo Ủy ban Nhân dân quận 8, quận này là nơi có nhiều hộ sống ven kênh rạch nhất với 9.503 căn, tập trung tại các kênh Tàu Hũ, Lò Gốm, Đồi Tẻ, Ông Bé, Xóm Củi, Ruộng Ngựa, Bến Nghé, v.v. Hiện nay, quận đã có hai phương án di dời nhà trên ven kênh rạch và bố trí tái định cư cho người dân. Phương án thứ nhất là di dời toàn bộ các hộ dân ven kênh rạch trên địa bàn với tổng mức kinh phí bồi thường di dời, giải tỏa dự trù là 13.763 tỷ đồng. Phương án thứ hai là ưu tiên di dời giải tỏa các nhà ở trên và ven kênh đã lụp sụp, không đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt. Hiện quận 8 đã lên phương án di dời 2.910 căn nhà nằm ven kênh đôi với tổng kinh phí là 3.837 tỷ đồng. Đồng thời triển khai xúc tiến 7 dự án nhà ở tái định cư trên địa bàn với quy mô 6.100 căn hộ. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân quận 8, trong những năm qua, nỗ lực chỉnh trang cải thiện chất lượng môi trường sống cho người dân đã đem lại cho quận 8 diện mạo đô thị hoàn toàn khác. Các dự án nhà ở được đầu tư bài bản, đồng bộ về hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đã biến quận 8 thành môi trường đáng sống cho người dân. Thị trường bất động sản từ đó cũng trở nên sôi động hơn. Vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương giao cho 3 doanh nghiệp địa ốc lớn trên địa bàn thực hiện kế hoạch di dời, giải tỏa hàng nghìn căn hộ ven kênh rạch, dành đất chỉnh trang đô thị, phát triển dự án nhà ở hiện đại hơn. Một quyết định khác cũng tác động mạnh đến hạ tầng khu Tây, đó chính là việc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt phương án xây dựng cầu Bình Tiên nối quận 6, quận 8 và Bình Chánh với tổng mức đầu tư lên đến 3.507 tỷ đồng. Rõ ràng với những quyết định này sẽ biến khu Tây thành phố, đặc biệt là quận 8, khoác lên mình tấm áo mới. Dự kiến sau khi các chính sách này được thực thi, quận 8 sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn với khái niệm mới, được ví là quận 4 thứ 2 của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai gần. Xét vị trí, quận 8 kết nối tốt với quận 1, quận 4, quận 5, quận 6. Khoảng cách di chuyển về khu trung tâm, lấy cột mốc từ chợ Bến Thành không quá xa. Mật độ cư dân đông đúc, hạ tầng hứa hẹn cải thiện đáng kể trong năm 2018. Điều làm nên bất ngờ của quận này chính là bất động sản tại đây có mặt bằng giá cực thấp so với các quận có cùng bán kính như là quận 7 hay quận 9. Giá nhà tại địa bàn này còn ở mức cạnh tranh bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh, điển hình là vẫn còn nhiều dự án căn hộ chào bán với giá từ 1,1 tỷ đồng một căn. Với những lợi thế này, quận 8 sẽ vượt qua Bình Tân, Tân Phú và cả Bình Chánh về độ nóng trên thị trường bất động sản trong năm 2018 để tạo nên nhiều bất ngờ cho thị trường phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với thị trường khu Tây thì cái khu vực quận 8 sẽ là tâm điểm của thị trường vì các lý do sau đây. Thứ nhất, thành phố đang lên chủ trương để chấn chỉnh hạ tầng, mở rộng thêm hạ tầng, ví dụ như là cầu Bình Tiên và chấn chỉnh lại các cái khu đô thị ven kênh rạch. Quận 8 thu hút khá là nhiều các nhà đầu tư lớn như Novaland, như Vingroup đầu tư vào khu vực này. Cái hệ thống kênh rạch sông ngòi và cái không khí ở đây rất là tốt. Bên cạnh đó, quận 8 quỹ đất cũng còn rất là nhiều. Và xét về vị trí địa lý thì quận 8 cực kỳ gần với lại quận 1, quận 5 và quận 6 nên là giao thông rất là thuận tiện. Thì đây có thể nói là tâm điểm nóng nhất của thị trường bất động sản khu Tây trong năm 2018. Tòa lạc ngay số 277 Bến Bình Đông, quận 8, Aurora Residence sở hữu một vị thế đắc địa, hai mặt tiền đường, hai mặt tiền sông. Dự án có tổng vốn đầu tư là 780 tỷ đồng với doanh thu dự kiến là 900 tỷ đồng. Xét về góc độ phong thủy, Aurora Residence đạt đến tiêu chuẩn ngũ phúc lâm môn với 5 điểm vàng mà hiếm dự án nào có được: nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, tứ cận y và ngũ cận giáo. Xét về mặt địa lý, Aurora Residence cách trung tâm thương mại Sầm Uất của quận 5 là chợ lớn chỉ 5 phút di chuyển, cách chợ Bến Thành 15 phút và dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm của các quận như quận 1, quận 5, quận 6 và quận 10. Dự án do DRH Holdings làm chủ đầu tư với tổng diện tích là 4.760 m². Aurora Residence bao gồm 2 block căn hộ có chiều cao 25 tầng, gồm 445 căn hộ, 28 căn office tower và 8 căn shophouse với diện tích từ 45 m² đến 76 m².
Dự án được thiết kế bởi đơn vị thiết kế hàng đầu đến từ Úc là DKO. Ngoài ra, dự án còn có hồ bơi tràn bờ tại tầng 5. Nội thất của mỗi căn hộ, từ phòng ngủ lót gỗ, intercom, kệ bếp, tủ bếp, mặt bếp đến toilet đều được sử dụng thương hiệu Toto. Bên cạnh đó, Skybar cũng tọa lạc tại tầng 25, giúp các cư dân tận hưởng một cuộc sống đẳng cấp sau những giờ lao động mệt nhọc. Ngoài ra, các tiện ích thiết yếu như siêu thị ở tầng trệt, nhà trẻ và đặc biệt là công viên dọc sông giúp Aurora Residence xác lập một vị thế riêng biệt so với các dự án lân cận. Trái ngược với vị trí vàng hay thiết kế nội thất đẳng cấp, Aurora Residence được tung ra thị trường với mức giá khá hợp lý. Mỗi căn hộ chỉ có giá từ 1,1 tỷ đồng trở lên. Nếu so sánh với các dự án cùng khu vực, giá bán của Aurora Residence thấp hơn cỡ 25%. Tới ra là mình thấy cái dự án này rất là ok về từ bàn giao cho tới vị trí thì hai mặt tiền đường rất là đẹp. Sau này mình thấy cái tương lai của cái dự án này nó càng tăng nữa thì mình thấy cái giá trị gia tăng nên mình muốn mua mình ở này, và mình cũng có mua một số căn để mà đầu tư, và sau này cái đường Bình Tiên lên, cái cầu Bình Tiên lên nữa thì rất là đẹp cho với cái dự án này. Nắm bắt vị thế đặc biệt mà hiếm quận nào của thành phố Hồ Chí Minh có được, công ty cổ phần đầu tư căn nhà mơ ước DRH Holdings, nhà phát triển dự án căn hộ Aurora Residence đã phối hợp với công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Esim RS tổ chức hội thảo để cung cấp thông tin dự án tại trung tâm hội nghị Riverside Palace, số 360 Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, đây là dự án thứ ba được phát triển bởi DRH Holdings trong hai năm 2017-2018. Trước đó, vào tháng 5 năm 2017, DRH Holdings đã công bố ra thị trường dự án D Villa tại quận 7 và mới đây nhất vào tháng 11 năm 2017, dự án Central Garden tại Bình Dương cũng được công bố và triển khai thành công bởi DRH Holdings.